Ây da, thằng cha đó bị tẩu quả nhập mà. Cà chớn là tao cho một chưởng. Có cô gái đồ lòng lắc bồ cua, lắc một cái ra ba con gà mái. Gà đó chơi ma giáo, cái bang đại hiệp. Đó là những câu tiếng lóng mang đậm màu sắc Phó Lâm được lan truyền rộng rãi kể từ khi truyền chưởng của Kim Dung được phổ biến. Ngoài ra còn có những câu nói như ông này công phu thượng thừa, đao thương bất nhập, hoặc là nhất dương chỉ, nhị thiên đường, tam tông miếu, tứ đổ tường, ngũ dị hương, lục tào xá. Truyện chưởng hay còn gọi là kiếm hiệp tân kỳ, thời gian đó làm cho nhiều người, nhất là thanh thiếu niên, say như điếu đổ với những võ lâm hữu bá, cô gái đồ long, tiểu ngạo giang hồ, lục mạch thần kiếm, anh hùng xạ điêu, thần điêu đại hiệp, lộc đỉnh ký, thiên long bát bộ. Từ Đài Loan, Hồng Kông, sách chưởng của những mộ dung Mỹ, Gia Cát Thanh Vân, Cổ Long, Ngọa Long Sinh, Nhược Minh, Nam Kim Thạch, Độc Cô Hồng, Điển Ca, Kim Dung, Trần Thanh Vân, Trần Trung Vân tràn vào Sài Gòn, Chợ Lớn qua tờ Minh Báo từ Hương Cảng, Hồng Kông. Với hơn 30 nhà xuất bản tranh nhau in truyện chưởng, truyện của Kim Dung và Cổ Long được yêu thích hơn cả. Sách chưởng của Cổ Long được 4 nhà xuất bản in khoảng 11 bộ, cộng chung lại gần 40 tập, tròm trèm cũng 13.000 trang. Nổi bật hơn cả vẫn là truyện của Kim Dung với mức kỷ lục hơn 20 bộ. Trong đó, Cô Gái Đồ Long gồm 6 tập với 2.370 trang, Lục Mạch Thần Kiếm 8 tập với hơn 2.400 trang, Anh Hùng Xạ Điêu cũng 8 tập với 2.820 trang, còn Tiếu Ngạo Giang Hồ có tới 15 tập với ngót nghét là 3.000 trang. Tên truyện của Kim Dung được nhiều báo khai thác theo những cách khác nhau. Như Trường Thiên Tiểu Thuyết Thiên Long Bát Bộ, có báo đặt tên là A Tỷ Kiều Phong, báo thì đăng Lục Mạch Thần Kiếm, có báo lại là Cô Tô Mộ Dung. Người ta mê Kim Dung tới mức độ, bữa nào không đăng tiếp truyện Kim Dung là ăn mất ngon. Các trí thức khoa bán trước đây chỉ thích đọc báo Tây, nay lại mua báo Việt để đọc Kim Dung, quả là một hiện tượng lạ. Bên cạnh việc tranh nhau phóng tác, in truyện chưởng, cải biên truyện chưởng thành truyện tranh, viết truyện chưởng giả, người ta còn tổ chức những cuộc đàm luận, tranh cãi, phân tích, phê bình truyện chưởng. Thậm chí một số nhà văn, nhà thơ, nhà báo ghiền truyện kiếm hiệp đến độ đã không ngần ngại lấy tên các nhân vật võ lâm làm bút danh như Lê Tất Điều lấy tên là Kiều Phong, Nguyên Sa là Hư Trúc, Chu Tử là Kha Trấn Áp. Các cầu thủ võ lâm trong truyện chưởng Kim Dung như Lệnh Hồ Xung, Hoàng Dược Sư, Trương Vô Kỵ, Dương Quá, Đông Phương Bất Bại, Cừu Thiên Nhận, Âu Dương Phong, Vi Tiểu Bảo, Nhạc Bất Quần, Quách Tĩnh, Châu Bá Thông, Vương Trùng Dương được giới trẻ coi như thần tượng hoặc như những anh hùng hảo hán. Những tên nhân vật, chiêu thức võ công ai cũng phải nằm lòng để không bị chê là lạc hậu. Rất nhiều bộ truyện của dịch giả Lã Phi Khanh luôn là vật bất ly thân, là sách gối đầu giường của không ít tay anh chị giang hồ thời đó. Do sách báo in tràn ngập truyện kiếm hiệp, đầy rẫy chiêu thức kỳ ảo, quái đản, bí hiểm như Ma Vân Chưởng, Hàng Băng Chưởng, Thất Thương Quyền, Hàm Mô Công, Giảng Long Thập Bát Chưởng, Nhất Dương Chỉ, Lăng Ba Vi Bộ, dẫn đến sự bùng nổ trào lưu, thanh thiếu niên ùng ùng tầm sư học đạo. Một số võ đường dạy võ cổ truyền đang lèo tèo dăm bảy môn sinh, bỗng chốc học trò kéo đến nườm nượp xin thọ giáo. Một số lò võ còn trương bản chiêu sinh, thường kèm luôn mấy chữ Thiếu Lâm, Nga Mi, Võ Đàn, Côn Luân. Nhiều người nói rằng hội chứng truyện chưởng Kim Dung ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975 rất mạnh mẽ, đến nỗi ảnh hưởng đến một bộ phận giang hồ ở Sài Gòn ngày đó. Bọn chúng đã mơ tưởng luyện thành tuyệt kỹ Bích Hổ Du Tường, tức là thằng lằn leo tường, nhằm dễ bề leo rào, khoét vách. Ôm mộng học được công phu Thủy Thượng Phiêu, tức là chạy trên mặt nước như nhân vật Cừu Thiên Nhận trong Anh Hùng Xạ Điêu, hòng thoát thân cho lẹ nếu chẳng may bị cảnh sát rượt. Đã có người nhận định điều giá trị nhất trong các tác phẩm của Kim Dung là mọi người phải đối xử tốt với nhau và cần phải rèn luyện để có tài mà trừ dẹp điều xấu. Tuy nhiên, điều hạn chế thấy rõ nhất là nếu chỉ có tài võ nghệ trong võ công không thôi,
thì sẽ không giải quyết được điều gì. Chính vì thế nên trong những năm 90 của thế kỷ trước, nhiều tác phẩm của Kim Dung được xuất bản lại nhưng xem ra không tạo nên một sự chấn động nào. Quý vị vừa theo dõi bài viết Truyện chưởng, một thời làm mưa làm gió. Bài viết được sưu tầm và đăng trên tạp chí Đáng Nhớ, tạp chí tiếng Việt tại Hoa Kỳ. Bản quyền audio thuộc về tạp chí Đáng Nhớ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.